đây là ba lá bài mình lấy là cái việc bình thường rồi. Như lá bài này là cái công thức là hai tụ nha. Đây là công thức hai tụ các bạn nha. Bây giờ mình quýnh bốn tụ thế nào nha. Đó. Đó, ok nha. Đây là quýnh công thức bốn tụ các bạn nha. 1 2 3 4 nha. Đó. Rồi bây giờ hiện nay bây giờ như vậy thì lỡ là quýnh công thức này công thức ba tụ đi nha. Công thức ba tụ nha. Công thức ba tụ là nó gì? Bây giờ mình quýnh bốn tụ là thế nào nha. Để mình coi cho bạn xem nha. Công thức 4 tụ các bạn nha. Đó. Lá bài nó nằm cái kiểu gì mình cũng vẫn lấy bài được. Bây giờ là lá bài nó nằm cho lá này, nó nằm chỗ này. Nó nằm nó xen kẽ hay gì mình cũng vẫn quýnh 4 tụ vẫn được các bạn nha. Quýnh 4 tụ vẫn được nha các bạn nha. Đó, quýnh 4 tụ vẫn được nha các bạn nha. Nó nằm cái kiểu gì cũng được nha. Rồi lá bài nó nằm kiểu này sao? Nó nằm hai lá sao? Nó nằm hai lá đây. Mình vẫn quýnh 4 tụ vẫn được các bạn nha. Quýnh 4 tụ vẫn được nha các bạn nha. Đó, 4 tụ vẫn được nha. Đó. Rồi bây giờ công thức này nè, công thức này có thể như công thức này á là nó sẽ như nó nằm một lá đây nha. Đó, nằm tư thế này, mình vẫn quýnh 4 tụ vẫn được các bạn nha. Quýnh 4 tụ vẫn được nha các bạn nha. Đó, quýnh 4 tụ vẫn được các bạn nha. Nha. Bất cứ nó nằm ở đâu cũng được các bạn, nó nằm ở đâu cũng được nha. Rồi bây giờ nó nằm tư thế này đó, nằm tư thế này nha. Đó, nằm tư thế này đó, mình vẫn lấy quýnh 4 tụ vẫn được các bạn nha. Đó, quýnh 4 tụ vẫn được các bạn nha. Đó, quýnh 4 tụ vẫn được nha. Nó nằm cái kiểu gì cũng được các bạn,